Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 16. Trong hồi ký, ông Kissinger nhận định như sau. Hiệp đầu đàm phán với Lê Đức Thọ thất bại vì ngoại giao bao giờ cũng phản ánh một so sánh lực lượng nào đó và Lê Đức Thọ không lầm lắm đâu. Ông ta đánh giá đúng dư luận công chúng ở Hoa Kỳ và đặc biệt là thái độ các tổ chức lãnh đạo mà ông ta đã xác minh được. Những vấn đề do Việt Nam hóa đặt ra là có thật. Tình trạng thiếu kỷ luật trong chính quyền Mỹ bộc lộ những bất đồng tư tưởng chia rẽ hành pháp. Trong những hoàn cảnh như thế, Lê Đức Thọ không có lý do gì để thay đổi yêu cầu rút quân Mỹ không điều kiện và đánh đổ chính phủ Sài Gòn. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 485-486. Lúc chia tay với Kissinger, ngày 4 tháng 4, Lê Đức Thọ nói: "Bây giờ quan điểm của hai bên còn xa nhau. Với sự thỏa thuận của hai bên, các cuộc gặp riêng hoãn không thời hạn. Và lại, không khí chính trị ở Mỹ, ở Đông Dương đang chuyển biến nhanh và phức tạp. Giữa kẻ thù không chịu nổi và sự chống đối bên trong cũng không chịu nổi. Tại Lào, ngày 1 tháng 5, Liên quân Lào-Việt tiến đánh Atopơ, giải phóng thị xã và vùng lân cận. Ngày 9 tháng 6 lại giải phóng tỉnh lỵ Saravan và khu vực chung quanh. Cả miền Nam Lào hầu như được giải phóng. Một bộ phận liên quân Lào-Việt tiến sang đất Campuchia vào tỉnh Stung Treng đánh tan một lực lượng đáng kể của quân Lon Non, giải phóng một số quận lỵ và thị xã và tiến sát đến biên giới Thái Lan. Tỉnh lỵ Sê Công thuộc tỉnh Mondulkiri bị mất. Quân Lon Non phải bỏ chạy khỏi Ratanakin. Ngày 5 tháng 6, Cratchit rơi vào tay lực lượng giải phóng. Lực lượng giải phóng Campuchia với sự giúp đỡ của Việt Nam đánh chiếm nhiều vùng rộng lớn ở phía Nam và phía Bắc đường số 5, đánh Kong Pong Super và nhiều nơi khác. Từ tháng 5 năm 1970, Phnom Penh đã bị cắt đứt với cảng Kong Pong Som. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, sách đã dẫn, trang 50-51. Cuộc hành quân của Mỹ đánh vào vùng Móc Câu với mục tiêu chính là tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam cũng bị bẻ gãy. Như vậy, trong 2 tháng, quân giải phóng Campuchia với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Việt Nam đã giải phóng hoàn toàn 5 tỉnh Đông Bắc Campuchia là Cratchit, Tung Treng, Ratanakiri, Mondulkiri, Kong Pong Chàm. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, sách đã dẫn tập 2, trang 5051. Trên chiến trường miền Nam, nhân lúc Mỹ ngụy bị hút sang Campuchia, các quân khu, các mặt trận kịp thời tiến công, chủ yếu bằng lực lượng đặc công và pháo binh. Nhiều căn cứ Mỹ ngụy ở nhiều thành phố và thị xã và tuyến phòng thủ vành ngoài của chúng từ Trị Thiên đến Quảng Nam, Đà Nẵng và Tây Nguyên bẻ gãy nhiều cuộc hành quân của địch. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời bao vây bức rút 1.000 đồn bốt, phá giã và phá lỏng gần 1.600 ấp chiến lược và khu dồn dân của địch. Nửa đầu năm 1970, Mỹ ngụy không dồn thêm được dân, lấn thêm được đất. Tình hình cách mạng miền Nam không còn quá khó khăn như năm 1969. Phong trào đấu tranh chống Mỹ Thiệu, đòi hòa bình, đòi Mỹ rút quân và thay Thiệu cũng phát triển ở các đô thị. Ngày 24 tháng 4 năm 1970, hội nghị cấp cao của nhân dân ba nước Đông Dương gồm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng thân Sihanouk, Hoàng thân Suphanuvong được triệu tập ở Quảng Châu, Trung Quốc, đánh dấu một sự phát triển mới của sự đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ giữa nhân dân ba nước Đông Dương. Tại Mỹ, trước sức ép của nhân dân và quốc hội
đòi rút thêm quân. Ngày 20 tháng 4 năm 1970, Tổng thống Nixon công bố lệnh rút thêm 150.000 quân nữa. Từ đó cho đến hết năm 1971, ông hy vọng rằng đợt rút quân lớn này sẽ làm yên lòng nhân dân Mỹ, đồng thời tăng thêm sức ép Việt Nam. Nhưng việc đưa Mỹ sang Campuchia, dù ông gọi là một hành động tạm thời và hạn chế nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nhân dân và Quốc hội Mỹ. Cuối tháng 4 đã có biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam ở 200 thành phố lớn nhỏ, tố cáo Nixon leo thang chiến tranh. Các báo lớn ở Mỹ lên án ông nuốt lời hứa sẽ rút cam kết ở Đông Nam Á và đi sâu một cách nguy hiểm vào chiến tranh. Họ cho rằng cuộc hành quân của Nixon vào Campuchia là một sự lừa dối, một ảo tưởng. Các cuộc bãi công và biểu tình nổ ra ở khắp nơi trong ngày 1 tháng 5. Phong trào chống chiến tranh mạnh nhất là tại các trường đại học và cao đẳng. Nhiều nơi đã xảy ra xô xát với cảnh sát. Ngày 4 tháng 5, trong một cuộc tập hợp chống chiến tranh tại trường đại học Kent, cảnh sát đã bắn chết 4 sinh viên, đổ thêm dầu vào ngọn lửa phản chiến đang bốc cao trong toàn quốc. Hàng nghìn học sinh sinh viên cùng các giáo sư tiến về Washington tố cáo việc leo thang điên rồ của chính phủ. Chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, ngày phản đối toàn quốc, một cuộc meeting khổng lồ gồm 100.000 người diễn ra cạnh Nhà Trắng. Chính quyền phải điều động quân đội và xe bọc thép đến bảo vệ. Ở các trường đại học trong toàn quốc, sinh viên bãi khóa, biểu tình ngồi, đốt lửa cầu nguyện cho hòa bình. Nixon phải ra lệnh đóng cửa các trường đại học. Theo Kissinger, ngay ở Bộ Ngoại giao, 250 viên chức đã ký một bản tuyên bố tỏ ý không tán thành chính sách của chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao Wilhelm Rogers, Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird cũng không tán thành đưa quân vào Campuchia. Bộ trưởng Nội vụ Walter Hicker phản đối công khai. Tại Quốc hội Mỹ, ngày 26 tháng 4, đa số đại biểu đã bỏ phiếu hủy nghị quyết về Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964 cho phép Tổng thống đưa quân sang Đông Nam Á. Tiếp đó, các cuộc tranh luận về chính sách của Nixon ở Đông Dương diễn ra rất gay gắt. Có dự luật đòi cắt viện trợ cho bọn Lon Non sau 30 tháng 6 năm 1971. Có dự luật đòi chấm dứt ngân sách cho chiến tranh Đông Dương vào cuối năm đó hoặc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 1971. Cay đắng nhất cho Nixon là Quốc hội Mỹ đã thông qua quyết định đòi chính quyền rút quân khỏi Campuchia trước ngày 1 tháng 7 năm đó. Ngày 30 tháng 6, Nixon phải ra lệnh rút hết quân Mỹ khỏi Campuchia. Sau này, Nixon viết rằng, những ngày sau sự kiện xảy ra ở Kent là những ngày đen tối nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi. Tôi thấy vô cùng chán nản. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 457. Kissinger viết, chúng ta chấm dứt cuộc hành quân ở Campuchia mà không giải quyết được vấn đề trong cuộc đấu tranh với một kẻ thù không chịu nổi, cùng với sự chống đối bên trong cũng không chịu nổi. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 532. Mỹ đưa quân vào Campuchia, tiếp tục ném bom miền Bắc nhưng vẫn tỏ ra muốn thương lượng. Ngày 6 tháng 5 năm 1970, một tuần sau khi Mỹ đưa quân vào Campuchia, tướng Walter gọi điện thoại 3 lần xin gặp Mai Văn Bộ, nói là có công hàm của Washington. Trong phiên họp công khai thứ 66 ngày hôm ấy, trước việc Mỹ ném bom bắn phá liên tục miền Bắc, cả đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đoàn chính phủ cách mạng lâm thời ra tuyên bố phản đối các hành động chiến tranh nói trên của Mỹ, vi phạm thỏa thuận giữa hai bên ngày 30 tháng 10 năm 1968, rồi bỏ về. Bộ trưởng Xuân Thủy tuyên bố sẽ rời Paris về nước. Ngày Bộ trưởng Xuân Thủy và bà Nguyễn Thị Bình
trưởng đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời rời Paris, thì cũng là ngày Mai Văn Bộ tiếp tướng Water. Viên tướng Mỹ đọc thông điệp sau đây cho Mai Văn Bộ: Chính phủ chúng tôi đã xem xét một cách đầy đủ những điều liên quan xảy ra từ cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta và cho rằng những cuộc thảo luận đó cũng như những sự kiện gần đây nêu rõ sự cần thiết phải có những đề cập mới có thể làm dễ dàng việc tiếp tục cuộc đối thoại có tính chất xây dựng trong diễn đàn này. Xuất phát từ thái độ đó và từ lòng mong muốn đi tới chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột trên cơ sở công bằng, chính phủ chúng tôi đề nghị một cuộc gặp nữa giữa tiến sĩ Kissinger với Bộ trưởng Xuân Thủy và Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ. Từ sau ngày 6 tháng 5 vào bất cứ ngày cuối tuần nào thuận tiện đối với Bộ trưởng và Cố vấn đặc biệt. Hà Nội không vồ vập. Gần một tháng sau, ngày 3 tháng 6, Mai Văn Bộ trao trả lời cho tướng Walter. Những lời nói hòa bình của Hoa Kỳ chỉ là lời nói suông, cho nên trong tình hình như vậy, một cuộc gặp giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy với tiến sĩ Kissinger như đề nghị đầu tháng 5 của Hoa Kỳ sẽ không đem lại điều gì bổ ích. Tuy nhiên, khi nào Hoa Kỳ từ bỏ việc dùng áp lực quân sự và có thái độ nghiêm chỉnh và thiện chí, thì Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy sẵn sàng gặp lại Cố vấn Kissinger để tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam. Mỹ càng tỏ ra hiếu chiến và ngoan cố, ta càng tỏ thái độ vững vàng, cứng rắn, nhưng ta không cắt cầu. Tháng 7, sau khi rút quân khỏi Campuchia, theo đề nghị của Kissinger, Nixon cử David Rusher, khi đó đã 72 tuổi, làm trưởng đoàn đại biểu Mỹ tại hội nghị Glenbeck. Con một gia đình lớn ở Maryland, ông đã 30 năm trong ngành ngoại giao, đã từng là đại sứ ở London, Paris, Bonn. Kissinger thấy ở ông ta một con người có bản lĩnh, một con người hiểu rằng danh dự một quốc gia không phải chuyện thường. Người Mỹ không vượt qua các thế kỷ để phản bội những người đã tin vào lời hứa của Mỹ. Ông cho rằng ông Brooks sẽ phải cùng đi một đoạn đường dài và gian khổ, nhưng tin rằng bên cạnh Brooks, gánh nặng sẽ giảm nhẹ đi. Ngày 5 tháng 7, tướng Walter chuyển cho Trần Viết Dung, đại diện lâm thời Việt Nam ở Paris, một công hàm của Mỹ, đề nghị một cuộc gặp mới vào bất kỳ lúc nào sau 25 tháng 7. Ngày 18 tháng 7, Trần Viết Dung được chỉ thị trả lời. Theo công hàm của ông Walter, nhờ ông Trần Viết Dung chuyển ngày 5 tháng 7 năm 1970, trong đó chính phủ Hoa Kỳ đề nghị một cuộc gặp mặt mới, Bộ trưởng Xuân Thủy đồng ý gặp cố vấn Kissinger vào ngày 28 tháng 8 tại Paris. Nhưng phía Mỹ có lẽ bị ám ảnh là nhận thời hạn do đối phương ấn định là bị động như hồi tháng 2, nên họ đề nghị lui ngày họp vào 7 tháng 9. Cuộc họp vẫn ở 11 phố Đan Thơ. Kissinger tỏ vẻ vui mừng được gặp lại Xuân Thủy, gửi lời chào cố vấn Lê Đức Thọ vắng mặt hôm đó, và cho ta biết đại sứ Brusher, nhà ngoại giao có tài, người có đủ thẩm quyền đàm phán về mọi vấn đề. Ông nhấn mạnh rằng việc cử Brusher cầm đầu phái đoàn Mỹ ở hội nghị bốn bên là một việc có ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu của ta, là dấu hiệu về thiện chí và đàm phán nghiêm chỉnh của Mỹ. Đi vào nội dung cuộc gặp, ông ta nói Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến tranh nhanh chóng bằng đàm phán, nhưng vì Hoa Kỳ không làm cho phía Việt Nam đàm phán nghiêm chỉnh được, nên Hoa Kỳ buộc phải đi theo con đường khác là rút quân dần dần đi liền với việc tăng cường quân đội Nam Việt Nam. Đối với chúng tôi, các ngài có nghi kỵ sâu sắc, sự nghi kỵ sẽ không giảm bớt nếu thời gian trôi đi. Chúng ta sắp sửa đến thời gian mà khả năng giải pháp có thể trôi qua. Vượt quá một mức nào đó thì các ngài sẽ đưa mình vào một cuộc đọ sức bằng vũ khí.
Tôi thì không đoán trước được rằng một cuộc đọ sức như vậy với một quân đội Nam Việt Nam được tăng cường và được chúng tôi ủng hộ sẽ chấm dứt như thế nào và bao lâu mới chấm dứt được. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng một tuyên bố như vậy làm cho một giải pháp thương lượng với Hoa Kỳ càng khó khăn hơn. Thế thì hãy tìm cách đạt được một giải pháp khi còn thì giờ. Ông ta nêu ba diễn đàn để làm việc. Diễn đàn thứ nhất có ông ta tham gia. Diễn đàn thứ hai gặp gỡ riêng giữa hai trưởng đoàn. Và diễn đàn ở Glenbeck. Kissinger lại kể ra những hành động thiện chí của Mỹ. Chấm dứt ném bom miền Bắc, đã rút quân, đồng ý đàm phán có mặt trận dân tộc giải phóng, đã tuyên bố sẽ rút hết quân Mỹ và trong một năm rưỡi đã rút gần 200.000 quân. Rồi nói rằng hai điều kiện tiên quyết mà ta đặt ra là không phù hợp, như đòi rút quân đơn phương toàn bộ quân Mỹ và đòi Mỹ gạt những người lãnh đạo Nam Việt Nam. Nếu như Hoa Kỳ rút quân không điều kiện và các ngài muốn thay thế chính phủ Nam Việt Nam thì đó là vấn đề của các ngài, không phải là vấn đề của chúng tôi nữa. Nếu như các ngài muốn đàm phán về vấn đề chính trị với chúng tôi thì các ngài phải bỏ điều kiện tiên quyết đó đi. Tiếp đó, ông ta muốn đi vào thảo luận cụ thể và đưa ra lịch rút quân 12 tháng. Tháng đầu 5.000 quân, tháng thứ 2 và thứ 3 mỗi tháng 10.000, tháng thứ 4 45.000, tháng thứ 5 35.000, tháng thứ 6 44.000, 3 tháng tiếp theo mỗi tháng 60.000. Tháng thứ 10 và thứ 11, mỗi tháng 20.000, tháng thứ 12, 15.000. Ông ta chấp nhận hai nguyên tắc, rút quân toàn bộ và cả căn cứ quân sự, đã đưa ra lịch rút quân toàn bộ và nếu được đáp ứng bằng một sự có đi có lại thì có thể đi đến chấm dứt chiến tranh. Về chính trị, ông ta nhắc lại ba nguyên tắc mà Nixon đã nói hôm 20 tháng 4 là phải phản ánh nguyện vọng của nhân dân Nam Việt Nam, phải phản ánh tương quan lực lượng hiện có, không có sự can thiệp từ bên ngoài và Hoa Kỳ sẽ tôn trọng kết quả quá trình chính trị mà hai bên đã thỏa thuận. Ông ta thừa nhận nhiệm vụ như vậy là rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ những giới hạn trong lập trường của mỗi bên. Sự mềm dẻo của Hoa Kỳ là rõ, nhưng Hoa Kỳ không nhận thấy thay đổi trước các nhà lãnh đạo Nam Việt Nam. Về mặt trận, ông nói, dĩ nhiên đó là một thực tế hiện có, và nói chung, điều chúng ta phải thỏa thuận là phải thừa nhận rằng tất cả các lực lượng chính trị hiện có ở Nam Việt Nam là những thực tế. Ông ta nhắc lại, việc muốn tạo ra một quá trình chính trị, tạo ra các khả năng cho mỗi bên phát huy được sự ủng hộ của nhân dân Nam Việt Nam. Chứ chúng ta không thể bảo đảm rằng bên này hay bên kia sẽ thắng và hai bên phải thỏa thuận tôn trọng kết quả của quá trình đó. Cuối cùng, cố vấn Kissinger nói rằng Hoa Kỳ không có ý định đánh lừa Nam Việt Nam như hồi năm 1954 và kêu gọi thảo ra một chương trình làm việc để sớm kết thúc chiến tranh. Bộ trưởng Xuân Thủy cũng tỏ ra vui mừng khi được gặp lại Kissinger, cũng đồng ý về ba diễn đàn như ông ta nêu ra, nhưng thấy rằng phần nói về lý do của Kissinger thì rất dài, còn phần nói về thực chất thì quá ngắn. Một lần nữa, Xuân Thủy nói, Việt Nam là một nước nhỏ, chỉ muốn sống trong hòa bình và độc lập tự do, nhưng lại bị xâm lược nên phải chống lại. Bất kể đối phương lớn mạnh như thế nào, không phải chúng tôi thích dùng vũ lực mà chính kẻ xâm lược buộc chúng tôi phải dùng vũ lực để bảo vệ đất nước và cuộc sống. Bộ trưởng lên án Mỹ dùng vũ lực đẩy mạnh càn quét ở miền Nam Việt Nam, mở rộng chiến tranh sang Campuchia để ép Việt Nam trên bàn đàm phán. Nhưng Mỹ đã đẩy nhân dân Việt Nam chống lại Mỹ. Mỹ sẽ xa lầy thêm, thời gian sẽ trả lời. Hai bên trình bày cách hiểu khác nhau về quyền tự quyết của nhân dân Nam Việt Nam, về vấn đề ai sẽ đứng ra tổ chức tuyển cử ở Nam Việt Nam,
làm sao để có tuyển cử công bằng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi qua các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.